trong vòng 3 năm, nhóm thảo khấu đồng tâm do Lê Đình Kình, Lê Đình Công cầm đầu đã gây ra nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Vào năm 2016, khi các lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm tài sản đối với 14 hộ trên phần đất được giao cho Bộ Quốc phòng, trong đó có gia đình ông Trần Văn Toán và Nguyễn Văn Viễn nếu việc kiểm đếm diễn ra suôn sẻ, thì câu chuyện kình là người đầu tiên ký giấy cấp đất trái pháp luật cho một hộ gia đình nằm trong số 14 hộ đó khi đang đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm sẽ bại lộ. Vì thế, để bịt đầu mối, Kình đứng ra lôi kéo một đám thảo khấu đến khu vực để ngăn cản hoạt động của các đơn vị chức năng. Khi nỗ lực bịt đầu mối bất thành, Kình xoay sang rủ dê, vỗ về gia đình ông Toán, ông Viễn, cùng kình và tổ đồng thuận chống lại chính quyền. Một loạt những cái tên như Lê Đình Công, Lê Đình Huy, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Tuyên được kình sai khiến đến từng nhà vừa đe dọa cô lập vừa vốt ve để thuyết phục các hộ gia đình không nhận tiền đền bù đi theo kình và tổ đồng thuận gây khó cho chính quyền. Nhưng khi 14 hộ không nghe, kình lật mặt cho đám tiểu yêu ngày đêm thóa mạ, ném đá vào nhà, dùng máy xúc đào rãnh ngăn cản việc kinh doanh của bà con. Chứng tích, rãnh kình đến nay vẫn còn trơ ra đó tại Đồng Tâm, chỉ có lời nói của kình là cùng gió bay đi. Tháng 2 năm 2017, Lê Đình Kình là người đứng ra chỉ huy các đệ tử ngăn cản Việt theo tổ chức triển khai thi công dự án công nghiệp quốc phòng. Nhóm này đã xông vào phần đất dự án, nhổ biển báo khu vực quân sự, đồng thời ngang nhiên mang máy ủi, máy kéo vào cày bừa canh tác tại khu vực Đồng Xanh. Cũng thời điểm này, Kinh ra lệnh cho đệ tử cấp tốc xây dựng trái phép một nhà cấp 4, thuê máy xúc, ô tô, đổ đá mạt làm đường để gây tiếng vang. Kinh ra lệnh cắm cờ dọc hai bên, căng băng rôn với nội dung đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm. Bên cạnh đó, Lê Đình Công và Bùi Vết Hiểu sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động tụ tập đông người kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm để phản ứng chính quyền. Mành động hơn, nhóm này cắt hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời gây sức ép lên các hộ dân buộc con em họ phải nghỉ học, uy hiếp tính mạng của giáo viên. Vụ này, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và vụ án vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Điều 173 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 vào ngày 30 tháng 3 năm 2017 và ngay sau đó, Công an Hà Nội đã phải ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Ngay sau đó, Công an Hà Nội đã ba lần gửi giấy triệu tập tới bốn đối tượng, trong đó có Lê Đình Kình tới cơ quan điều tra để làm việc. Xong, thay vì chấp hành quy định của pháp luật nhóm này tiếp tục tổ chức các hoạt động chống đối. Điều này buộc Công an Hà Nội phải tổ chức thi hành lệnh bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2017. Khi thi hành lệnh bắt, nhóm phản loạn do kình cầm đầu đã bao vây tổ công tác, đập phá một xe chở quân, ba xe Innova, một xe cứu thương, bắt giữ 38 người trong vòng một tuần cho tới khi anh Trung, Chủ tịch Hà Nội về đối thoại tại Đồng Tâm. Anh Trung buộc phải ký vào bản cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể nhân dân Đồng Tâm. Nếu không cam kết, chúng sẽ phóng hỏa đốt các chiến sĩ cảnh sát cơ động. Tình thế này buộc anh Trung phải hạ bút ký để cứu người. Vụ này, các thông tin về việc ký kết được giữ kín. Vào thời điểm này, Lê Đình Kình bị gãy chân vùng xương cổ đùi do bị đám Lê Đình Chức và con cháu hung hăng lôi sình sạch từ xe ô tô của công an xuống đất. Tình tiết này bị đám dân chủ trí miệng, xuyên tạc thành chính quyền đả thương cụ Kình và sau này chính Kình lại mô tả với dân nữ Hồng Thái Hoàng là bị người đi xe biển đỏ tấn công. Sau gần một tháng, vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129 PC44D2 để điều tra về tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại xã Đồng Tâm. Kể từ đây, Lê Đình Kình đã buộc phải bộc lộ chân tướng, quay sang tố chính quyền tham nhũng, chính quyền cướp đất của dân Đồng Tâm, tố công an định thủ tiêu mình và đặc biệt sẵn sàng nhận tiền của bất cứ ai, kể cả của phản động hay ba que cờ vàng để chống tham nhũng địa phương. Cũng kể từ đây, nhóm của Lê Đình Kình luôn mở cửa đón nhận bất kể ai về ủng hộ thành phần chủ yếu là cánh trí thức trở cờ, đám luật sư bất lương và cả những kẻ hiện đang làm tay sai cho ngoại bang. Sang năm 2018, sau khi được tư vấn từ đám luật sư bất lương để tạo ra chút dính dáng, nhóm này đến nay vẫn không có liên quan gì. Đến khu đất mà đám này gọi là tranh chấp, Lê Đình Kình, sai Bùi Văn Tiến, Bùi Thị Nối, Nguyễn Thị Đề, đến 14 hộ gia đình để hỏi mua lại phần diện tích đất thuộc diện đền bù, hỗ trợ khi thực hiện dự án quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, ý đồ mua đất của 14 hộ thất bại, Kinh lật lọng, tố cáo ông Toán, ông Viễn bán đất trái pháp luật vào cuộc họp dân ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua. Trèo kéo, mua chuộc không được. Dọa nạt không xong, bẫy lửa không nổi, Quỳnh quay sang tố cáo, bẩn đến thế chỉ có kinh mới làm nổi. Chả thế, nhiều người ở Đồng Tâm phải nói, nhịn kình như nhịn ị. Khác ý lão là nhà em coi như xong. Năm 2019, được sự hà hơi tiếp sức của đám ba que, tổ chức khủng bố Việt Tân và đặc biệt là sự động viên hứa hẹn của một số người nổi tiếng. Nên nhóm của Kình hung hăng ra mặt, ngày đêm phát livestream, khuất trương thanh thế, chống phá nhà nước. Có lẽ đây là giai đoạn mà mục đích chống phá nhà nước trở nên rõ rệt nhất. Mục đích đòi đất trở nên mờ nhạt và thực chất nó chỉ là cái cớ để biện minh cho hoạt động chống nhà nước mà thôi. Để chống phá nhà nước, Kinh chỉ đạo mở rộng quan hệ quốc tế với BBC, RFA, VOA, Chân Trời Mới và cũng tăng cường hợp tác với đám dân chủ già cầy ở trong nước, tích cực sử dụng phương thức livestream kết hợp với gặp gỡ hoặc liên lạc qua điện thoại để mở rộng các hoạt động chống đối. Chiều 25 tháng 11 năm 2019, Thành trà Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về huyện Mỹ Đức để công bố kết quả thanh tra về đất Đồng Tâm. Bố con Lê Đình Kình đã nhận được giấy mời và thiện chí của chính quyền cũng đã được hiện thực hóa bằng xe ô tô đưa đón. Nhưng Kình và đồng bọn quyết định không đi dự mà ở nhà diễu võ dương oai bằng cách sử dụng Facebook Lê Đình Công khiêu khích thách thức chính quyền. Một mặt, chúng tập hợp toàn bộ đám lưu manh tội phạm hình sự tại xã, ém quân với mục đích bắt giữ bất cứ ai về đồng tâm. Mặt khác, đến từng nhà khống chế người dân và cán bộ xã để họ không lên ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nghe công bố kết luận thanh tra tại Đồng Tâm. Dưới sự chỉ huy của Lê Đình Công, nhóm đồng thuận đã bắt giữ một chiếc xe kiểm soát quân sự đang đi huấn luyện tại Miếu Môn sự vụ được lan truyền trên mạng, nhưng một số báo lại giải thích rằng không có chuyện bắt giữ xe quân sự. Tuy nhiên, dân mạng không ngu, họ có chứng cứ đầy đủ, chứng minh cho việc đám Lê Đình Công đã bắt giữ xe quân sự. Đây là một trong số các clip. Sau khi có sự can thiệp của chính quyền, quân đội và được sự tư vấn của đám luật sư cùng hội cùng thuyền, Lê Đình Công đã phải ra lệnh thả chiếc xe trên. Tuy nhiên, Dư âm xấu về vụ việc vẫn còn lan truyền tiếp nối sau vụ bắt giữ 38 cán bộ công an năm 2017, cuối năm 2019, để đẩy mạnh hoạt động chống phá và quyết tâm ngăn cản việc thực thi nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước, Lê Đình Kình chỉ đạo con trai là Lê Đình Công nhanh chóng tuyển lựa một đội ngũ tầm hơn 30 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng nghiện hút làm cảm tử quân. Mục đích của việc tuyển lựa này là nhằm tạo ra một đội cảm tử để bảo vệ gia đình hắn, đe dọa, uy hiếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã thuộc hệ thống chính trị cơ sở, khống chế người dân, tử và cuối cùng là quyết chiến với bộ đội công an khi có sự việc xảy ra. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng, kinh yêu cầu công chỉ đạo mua vũ khí gồm lựu đạn, quả nổ, giáo mác, dao phớ, phóng lợn, chế tạo bom xăng để chiến đấu khi bị bao vây. Theo thông tin của cơ quan điều tra, nhóm của Kình đã lên phương án, kế hoạch cho nổ cây xăng đồng tâm, đốt trụ sở ủy ban nhân dân và nhà văn hóa thôn Hoành để gây tiếng vang, mời gọi các khoản đầu tư từ trong và ngoài nước. Trong một clip mới đưa trên mạng và trên VTV1, người ta thấy Bùi Vết Hiểu và Kình cùng livestream, cả hai đã khoe trương thanh thế bằng cách mô tả những việc đã làm. Theo đó, mua thuốc nổ ở đâu? chế tạo bom xăng như thế nào, khống chế anh em điện lực ra sao, đều được Hiểu công bố. Đoạn này, Hiểu vô tình đã thú nhận đám kinh công là khủng bố. Dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, sau khi chốt cảnh sát số 16 gần cổng Thôn Hoành bị Lê Đình Công và Nguyễn Văn Tuyển ném lựu đạn và bom xăng, sau khi phát loa yêu cầu các đối tượng chấp hành pháp luật thất bại, các đối tượng đã rút vào cố thủ trong nhà Lê Đình Kình. Lê Đình Chức buộc lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy phải truy đuổi. Khi truy đuổi, các đối tượng này đã dùng dao phóng lợn, dao bầu gắn tuyếp sắt, đâm trọng thương, sau đó đẩy cả ba chiến sĩ xuống một hố sâu, rồi tưới xăng 5 lần và phóng hỏa thiêu sống. Đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Sơ qua như thế để thấy, nhóm đồng thuận của Lê Đình Kình không đơn thuần là nhóm được lập ra để chiếm đất quốc phòng, mà thực ra là một tổ chức phản động có sự liên kết chặt chẽ với các tổ chức phản động khủng bố ở ngoài nước. Bản tin VTV1 hôm qua, 15 tháng 1 năm 2020 đã cho thấy, nhóm này đã nhận tiền của các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Triều Đại Việt, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời qua các đối tượng trong nước để hoạt động. Người xem cần lưu ý rằng vụ đồng tâm về bản chất là lấn chiếm cướp đất quốc phòng chứ hoàn toàn không phải là tranh chấp. Những chứng cứ pháp lý về vùng đất đồng xanh của sân bay Miếu môn đã được thanh tra Hà Nội và thanh tra của chính phủ xác định là vững chắc. Những tư liệu lịch sử của các đơn vị quân đội từ năm 1968 cùng với kết quả tra cứu hình ảnh của Google cũng đã khẳng định điều này trong khi đó tổ đồng thuận do lê đình kình lập ra bao gồm các thành viên không có liên quan gì về lợi ích với khu đất đồng xanh